Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó chính là Coin98 Wallet. Đây là cái ví tiền mã hóa multi-chain như là đa chuỗi đó, giúp các bạn có thể lưu trữ coin, token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái passphrase duy nhất mà thôi. Ngay trên cái ví Coin98 đó, các bạn có thể swap, mua bán token một cách nhanh chóng, tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap. Các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng Coin98 Wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh. Đồng thời các bạn cũng cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ Coin98. Hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là đầu tuần chúng ta lại gặp nhau và hôm nay đó là ngày thứ hai, ngày 28 Tây tháng 2, có nghĩa là hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 2 rồi. Ở Việt Nam đó các bạn đã bước qua tháng 3, ngày 1 Tây là ngày thứ 3 tại Việt Nam. Bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối giờ Cali và các bạn đã thấy trên màn hình rồi. Hôm nay là một ngày mà chúng ta thấy cái sự tăng trưởng của Bitcoin và nhiều crypto đó có cái sự tăng trưởng, và chúng ta thấy được là BTC đó cả ngày hôm qua các bạn thấy được đi trong cái phạm vi là khoảng chừng 37-38 ngàn, nhưng mà đột ngột đó các bạn đã thấy là hồi sáng này Bitcoin đã đi từ cái mức là 38 ngàn, đi thẳng lên tới cái mức là khoảng chừng 41 ngàn, rồi đi hàng ngang khoảng chừng là 3 tiếng đồng hồ sau ra để tiếp tục đẩy thẳng lên tới cái mức là 44.223. Bây giờ các bạn thấy được là đang đi hàng ngang ở cái mức là khoảng 43 ngàn. Thì chuyện gì đã xảy ra đó chính là điều mình thường sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay, và nhiều thông tin hôm nay đó là sẽ xoay quanh cái sự kiện liên quan tới nước Nga và Ukraine. Thuận sẽ cập nhật những thông tin mới nhất với các bạn như mà Thuận biết, cũng như là chia sẻ một số những cái suy nghĩ cá nhân của Thuận với các bạn về những gì đang xảy ra so với lại trước đây, và chúng ta cũng có một số những thông tin liên quan đến crypto Thuận sẽ chia sẻ trong video này. Nhưng mà trước hết á, thì chúng ta có thể nhìn thấy được là cái chỉ số tham lam và sợ hãi, thì chúng ta đã thấy được là giá cả của BTC và crypto đã đỡ hơn, và bây giờ đó cái chỉ số này là neutral. Ở mức 51 đó, chỉ số này là neutral, nghĩa là bình thường. Thì có thể nhiều bạn nghĩ là cuối cùng chúng ta cũng đã chờ được chỉ số này trở lại neutral. Cuối cùng chúng ta cũng đã chờ được cái ngày này, nhưng mà thật ra chúng ta chỉ mới vừa thấy chỉ số này cách đây không có lâu. Nếu như mà thường nhìn vào cái biểu đồ bên dưới đó, các bạn sẽ thấy là cách đây là ngày 17 Tây, có nghĩa là 11 ngày trước đây đó chúng ta đã mức là 52, nghĩa là mức hiện bây giờ. Trong vòng 11 ngày thôi chúng ta đã thấy là giá cả dao động, chỉ số này đi từ 52 nhanh chóng xuống là cực kỳ sợ hãi, rồi đi ngược trở lên. Cũng như là chúng ta nhìn vào giá đó thì các bạn thấy được là có thể các bạn nghĩ chúng ta đã trải qua một thời gian dài giá cả đi xuống hỗn loạn, nhưng mà thật ra cái mức giá này chúng ta cũng vừa thấy ở cái ngày 17 Tây tháng 2 mà thôi, có nghĩa là chúng ta bây giờ ở cái mức là cách đây khoảng chừng một tuần. Thế nên thị trường này đó nhiều khi chúng ta nghĩ là chúng ta đã trải qua một thời gian dài, nhưng mà thực ra rất ngắn mà thôi. Một ngày trong thị trường crypto nhiều người nói dài như một tháng gì đó, cho nên chúng ta cũng có cái cảm giác đó, cũng như là có rất nhiều thông tin, cho nên các bạn có cảm thấy được thời gian trôi qua đã rất lâu rồi, nhưng mà nhìn lại đó thì chúng ta chỉ trả trở về cái tình hình khoảng chừng một tuần trước mà thôi. Các bạn đã nhớ là cái sự căng thẳng cuộc chiến xảy ra giữa Nga và Ukraine đó là bắt đầu thường nhớ là thứ Năm tuần vừa rồi, cho nên cái tây chỉ có vài ngày mà thôi chứ không phải là lâu lắm đâu. Và chúng ta thấy giá cả cũng như là cái tâm lý mọi người đó từ bình thường chạy xuống cực kỳ sợ hãi cho ngược trở lên bình thường trong thời gian một tuần, và giá cả cũng như vậy. Và nhìn chung đó các bạn sẽ thấy được là giá của BTC hôm nay ở mức 43.000 đó là tăng 13%, Ethereum nó tăng 10,5%, các bạn thấy được là BNB thì tăng 8,8%, XRP tăng 6%, Terra Luna tăng 20,6%. Các bạn nào mà lưu trữ Terra Luna thì cũng chúc mừng các bạn, tại vì trong vòng một tuần thôi thì Terra Luna đã tăng 76,3% rồi. Cardano ra thì tăng 10,5%, Solana tăng 10,4%, Avalanche tăng 17,1%. Có thể nói được những đồng lớn hôm nay đó tăng con số là hơn 10%, ngoại trừ là đồng XRP và đồng BNB. Và nhìn chung thì chúng ta sẽ thấy được là thị trường hôm nay đó cái màu xanh rất là đậm luôn, nghĩa là rất nhiều đồng tăng trưởng cái phần trăm lớn ngày hôm nay. Nhưng mà ngược lại đó thì chúng ta nhìn vào thị trường chứng khoán thì không phải là như vậy. Tuy là chúng ta thấy là các con số của crypto hôm nay đó là màu xanh, nhưng mà khi mà các bạn nhìn vào chứng khoán đó, thì chúng ta đã thấy được là ngày hôm nay đó kết thúc thì chỉ số Dow Jones là màu đỏ xuống 0,49%, chỉ số S&P cũng là màu đỏ xuống 0,24%, chỉ số NASDAQ đó thì tăng lên một chút, tăng 0,41%. Nhưng mà ở ngay thời điểm này đó thì hợp đồng tương lai chỉ số Dow Future thì đi hàng ngang, chỉ số S&P Future đó thì đi xuống một chút, coi như cũng đi hàng ngang xuống 0,05, và chỉ số Future NASDAQ đó thì xuống 0,23%. Thì có thể nói là hôm nay đó chứng khoán và crypto cũng đã có cái sự tách rời, đường ai nấy đi. Thì đây cũng là điều mà chúng ta thực sự là muốn thấy. Chúng ta không muốn thấy crypto, nhất là Bitcoin lúc nào cũng đi chung đường với chứng khoán hết, và dài hạn thì vẫn chưa có dấu hiệu đó. Có những thời gian như là chúng ta thấy là dịch bệnh xảy ra thì một thời gian chúng ta cũng đã thấy crypto đi chung đường với chứng khoán. Mới đây chúng ta cũng thấy là một thời gian crypto đi chung đường với chứng khoán khi mà chúng ta thấy những cái thông tin liên quan tới lãi suất được chia sẻ, cũng như là chúng ta nói tới cái căng thẳng giữa Nga và Ukraine thì cũng thấy crypto đi chung đường với chứng khoán. Nhưng mà đó là những cái khoảng thời gian ngắn mà thôi. Nếu như mà chúng ta thực sự muốn Bitcoin có thể trở thành một vàng điện tử, có thể trở thành một nơi trú ẩn an toàn, trở thành một cái tài sản lưu trữ giá trị lâu dài và có cái vai trò quan trọng ở trong một cái danh mục đầu tư, thì chúng ta phải thấy là Bitcoin và crypto nói chung là phải có một cái đường đi riêng, không liên quan gì đến những loại tài sản khác. Chứ nếu như mà cũng đi cùng một xu hướng thì đâu có lý do gì một nhà đầu tư lại đầu tư vào crypto nếu như mà tất cả đi chung một xu hướng hết. Thì có thể nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao chúng ta mỗi lần mà có một vấn đề gì đó thì lại thấy là có một thời gian crypto đi chung đường với lại chứng khoán của Hoa Kỳ, nhưng mà sau đó thì lại không đi chung đường nữa. Giống như chúng ta đã nói tới những hiện tượng như là dịch bệnh, các bạn đã thấy là mới đầu đó thì tất cả đều là màu đỏ. Những thời điểm đó các bạn đã nhớ là tháng 3 của năm 2020 đó thì chứng khoán xuống, crypto cũng đi xuống theo. Nhưng mà sau đó thì crypto đã có con đường đi riêng, và thậm chí tới bây giờ các bạn thấy được là nhiều những cái chứng khoán đã trả lại cái giá của tháng 4 năm 2020, trong khi mà Bitcoin vẫn là cái giá tăng 7 lần so với cái thời điểm đó. Thì tại sao vậy? Có thể hiểu đơn giản đó là thường thì nghĩ lý do tại sao mà chúng ta thường hay thấy có một thời gian ngắn, nhất là mỗi khi mà bất ổn nó mới bắt đầu xảy ra thì chứng khoán với crypto đi chung một con đường, là tại vì chúng ta đã có rất là nhiều những người trong phố Wall họ cũng lưu trữ crypto, cho nên khi mà họ lo sợ đó, họ muốn tiền mặt, họ muốn bán tài sản của mình đó, thì họ sẽ bán chứng khoán của mình và trong đó họ cũng sẽ bán luôn crypto của mình, tại vì họ muốn lưu trữ tiền mặt. Cho nên cái sự ảnh hưởng đó các bạn thấy được, khi mà họ mua thì họ mua chung, khi họ bán họ cũng sẽ bán chung để cho họ quản lý cái rủi ro tài khoản của họ nếu như họ muốn giữ một số lượng tiền mặt. Và đây là cái lý do tại sao mà thường nghĩ là một thời gian ngắn chúng ta sẽ thấy những điều này xảy ra mỗi lần mà có cái sự bất ổn. Nhưng mà các bạn nên nhớ là cái số lượng Bitcoin được lưu trữ ở số Wall đó thì đâu phải là có hoài đâu. Nếu một lúc nào đó khi mà họ đã bán hết rồi hay là họ đã bán đủ rồi thì cũng sẽ ngưng mà thôi, cái sự ảnh hưởng nó cũng sẽ ngưng. Và crypto đâu phải là chỉ có phố Wall giao dịch đâu, chúng ta còn có những người như mà Thuận với các bạn, những người mà ở những quốc gia khác không phải là phố Wall cũng lưu trữ, cũng mua bán crypto, cho nên cái sự ảnh hưởng đó nó cũng có cái giới hạn mà thôi. Cho đến khi mà họ mà không bán nữa thì cái sự ảnh hưởng sẽ không còn. Và Thuận thì nghĩ là cái sự lo sợ đó của những nhà đầu tư trong phố Wall đó, từ cái lúc mà họ sợ tăng lãi suất cho tới bây giờ, họ đã bán hầu như là cái số lượng Bitcoin hay là crypto họ trong tay rồi, cho nên cái sự ảnh hưởng của họ trong thời gian tới đây có thể là càng ngày càng giảm đi, cho đến khi mà họ lạc quan trở lại, họ lại đi thu mua crypto trở lại thì sau này sự ảnh hưởng đó lại có nữa, nó cứ xoay vòng như vậy. Và nhất nhiều bạn hỏi Thuận nên là nếu như mà lo sợ tới lạm phát, lo sợ với lại bất ổn đó, thì tại sao những nhà đầu tư này lại bán cổ phiếu của mình, lại bán tài sản của mình mà không giữ mà lại bán như vậy? Thì thật ra các bạn cũng đã biết là thị trường có thể tồn tại bất hợp lý lâu hơn là bạn còn vốn. Còn về việc là hôm nay giá cả tăng, thường nghĩ là cái sự ảnh hưởng đến từ Ukraine và nước Nga mà thường sẽ chia sẻ chi tiết hơn với các bạn. Thường nghĩ là những người dân ở nước đó, là nhiều người bây giờ đã thấy ra được là cái câu trả lời cho những sự kiện bây giờ đó chính là lưu trữ Bitcoin, và Thuận sẽ chia sẻ thêm chi tiết một lát nữa. Nhưng mà hôm nay chúng ta cũng sẽ không dành quá nhiều thời gian để mà nói về những tài liệu on-chain, nhưng mà căn bản đó chúng ta thấy được là 2 ngày qua cuối tuần thì chúng ta vẫn thấy là cái số lượng BTC rời khỏi nhiều hơn là nạp vào. Đương nhiên các bạn thấy là cái số lượng BTC rời khỏi nạp vào cũng không có đáng kể trong vòng cả tuần qua, nhưng mà có một điều chúng ta sẽ thấy được là cái xu hướng chung của cái số lượng Bitcoin trên sàn đã vẫn là đang ở mức thấp, vẫn tiếp tục thấy là Bitcoin rời khỏi sàn chứ không phải là nạp vào. Và chúng ta sẽ không nói quá nhiều về tình hình on-chain hôm nay, Thuận sẽ dành thời gian để mà chia sẻ cho những cái video trong tuần này. Bây giờ Thuận sẽ cập nhật với các bạn những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc chiến giữa Ukraine và nước Nga, nhưng mà chúng ta sẽ chủ yếu nói về cái sự ảnh hưởng liên quan đến tài chính. Chúng ta sẽ không có nói quá nhiều đến chiến sự, nhưng mà trên căn bản như mà Thuận nhận được đó là các bạn đã nhớ là cái đây một tuần trước khi mà có chiến tranh xảy ra đó thì cái số lượng quân của nước Nga mà đóng ở biên giới của Ukraine là khoảng 190.000 lính chừng đó là cỡ đó. Nhưng mà bây giờ đó, theo mới nhất thì 75% của cái số lượng quân của nước Nga trong số đó đã đi vào trong nước Ukraine rồi. Và cho tới thời điểm hiện tại đó thì hai thành phố lớn đó chính là Kyiv và Kyiv của nước Ukraine đó thì vẫn giữ được. Có nghĩa là cho tới bây giờ thì tuy là quân đội nước Nga đã vào nhưng mà vẫn chưa chiếm được hai thành phố lớn này. Đương nhiên những nhà phân tích thì vẫn nói là đó là chuyện sớm muộn mà thôi, với cái số lượng quân và hỏa lực được dùng đó thì sớm muộn gì cũng sẽ thất thủ. Nhưng mà cho tới bây giờ các bạn thấy là cả cuối tuần qua ai cũng nghĩ là trong cuối tuần này sẽ thất thủ, nhưng mà cho tới ngày hôm nay là tối ngày thứ hai tuần Hoa Kỳ thì vẫn đang giữ được. Và hôm nay chúng ta cũng có một cái thông tin, đó chính là đại diện cho nước Nga và đại diện nước Ukraine đã gặp mặt ngày hôm nay ở cái biên giới của Belarus. Thì hai bên đã nói chuyện với nhau nhưng mà cho đến bây giờ chúng ta vẫn không có rõ những cái thông tin về họ đã nói những gì. Chúng ta chỉ biết đó là họ có một số điểm là họ chấp nhận, một số điểm là họ bất đồng với nhau. Nhưng mà bây giờ đó thì hai bên sẽ trở về để mà nói chuyện với lại lãnh đạo của họ. Rồi theo thông tin đó là họ sẽ tiếp tục trở lại để mà đàm phán tiếp. Nghĩa là cho tới bây giờ đó, nhiều bạn thì comment thông thường là có phải là chúng ta đã có hai bên bắt tay với nhau giảng hòa rồi hay là không thì vẫn chưa có phải. Cho nên bây giờ chúng ta thấy là cơ hội sẽ có thêm nhiều đợt đàm phán nữa giữa hai đại diện này. Đó là cái thông tin mới nhất. Nhưng mà các bạn nghĩ sao về chiến sự đó thì đó là một bên. Còn một bên khác nơi Thuận muốn chia sẻ là cái sự ảnh hưởng liên quan đến kinh tế, và Thuận có thể nói với các bạn những gì mà chúng ta nhận được đó thì kinh tế của nước Nga thực sự là cực kỳ bất ổn luôn. Để Thuận chia sẻ rồi các bạn sẽ hiểu là Thuận muốn nói gì. Cho đến sáng hôm nay đó là chúng ta thấy có rất nhiều những tổ chức, những công ty và những cái quốc gia đã lên tiếng chống đối lại cái việc làm của nước Nga, và chúng ta thấy được rất nhiều những công ty đã rút ra khỏi nước Nga hay là có những cái lệnh cấm vận. Giống như chúng ta nói tới là cái liên đoàn khúc cung cầu trên băng, nghĩa là hockey đó, thì cái liên đoàn IIHF này đó đã coi như là tạm ngưng cho đến khi nào mà có thêm thông tin liên quan đến việc là cho phép những cái đội của nước Nga cũng như là đội của nước Belarus có thể tham gia vào để mà cạnh tranh trong cái liên đoàn này, cũng như là nước Nga đó là nước mà sẽ tổ chức giải vô địch hockey cho những cái lớp trẻ vào năm 2023 thì cái liên đoàn IIHF này cũng đã rút ra khỏi, có nghĩa là không cho nước Nga tổ chức vì cái lý do là nước Nga đã xâm lược nước Ukraine. Kế tiếp nữa các bạn thấy được chúng ta cũng có hàng loạt những công ty khác, như là chúng ta nói tới công ty Netflix thì theo thường đọc đó thì ở Netflix đó, ở nước Nga nói là Netflix cần phải tạo ra 20 kênh thông tin free cho nước Nga, đây là luật của nước Nga. Thì bây giờ Netflix nói là Netflix sẽ không có cung cấp 20 free channel này cho nước Nga nữa, tại vì họ sợ là nước Nga sẽ dùng Netflix để mà truyền tải những cái thông tin sai sự thật, cũng như là Netflix không có ủng hộ việc là nước Nga tấn công vào nước Ukraine. Nước Canada cũng đã lên tiếng là họ sẽ cấm vận tất cả những cái dầu nhập vào từ nước Nga. Công ty Meta, nghĩa là Facebook đó, thì nói là họ đã lock, có nghĩa là không cho hai cái đơn vị, thứ nhất là RT và thứ hai là Sputnik. Đây là hai cái đơn vị truyền thông lớn của nước Nga đã không thể hoạt động ở trên Facebook nữa, trên Meta nữa, để mà không cho những cái đơn vị này tung ra những cái thông tin không đúng sự thật liên quan đến cuộc chiến này. Cũng như là YouTube cũng đã nói là hai cái kênh này đó, giống như là RT và một số những cái kênh ở nước Ukraine sẽ bị hạn chế khi mà sử dụng YouTube để mà đăng những thông tin. Twitter cũng nói như vậy, Twitter nói là những cái thông tin tới từ những cái chương mục Twitter liên quan đến chính phủ Nga đó là sẽ bị dán nhãn. Để mọi người hiểu, những thông tin này cần phải kiểm tra lại, tại vì đây là thông tin đến từ những cái channel mà có liên quan đến chính phủ của nước Nga. Và trên hình các bạn đó, đây là cái bản đồ của thế giới, và trên bản đồ này đó, các bạn thấy những cái quốc gia màu xanh đó, đây là 87 quốc gia mà đã lên án cái việc làm của nước Nga hiện bây giờ. Và các bạn đã thấy những quốc gia lớn như là Canada, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Úc, tất cả hầu như những nước ở châu Âu đều đã lên tiếng lên án việc làm của nước Nga. Và ngay cả những cái quốc gia mà trước đây ủng hộ đó, các bạn thấy là nước Cuba, Iran và Venezuela đó, thì tuy là không có ủng hộ việc nước Nga tấn công Ukraine, nhưng mà nói là cái việc này một phần cũng là do nước Hoa Kỳ và NATO, cho nên đây không phải là lỗi hoàn toàn của nước Nga. cho nên không phải đổ hết lỗi vào nước Nga được. Nhưng mà cái mà thông tin chúng ta nhận được đó là cho tới bây giờ chưa có một quốc gia nào lên tiếng nói là nước Nga làm như vậy là đúng. Đây không phải là Thuận nói, Thuận chỉ chia sẻ với các bạn những cái thông tin mà thôi. Những cái công ty mà đã nhanh chóng rời khỏi nước Nga hay là có những cái sự hạn chế hoạt động của nước Nga đó, chúng ta thì được là hôm nay công ty Shell là công ty dầu đó, cũng đã nói là họ sẽ rời khỏi nước Nga. Và chúng ta thì được là công ty BP cũng như vậy, cũng là công ty dầu, và Equinor. Đây là ba công ty dầu lớn nói là sẽ rời khỏi và không có tiếp tục hoạt động ở nước Nga nữa. Ngân hàng cũng bị ảnh hưởng. Các bạn thấy được là ngân hàng Sberbank, đây là một trong những ngân hàng mà cho người nước Nga vay rất là nhiều. Ngân hàng này đó thật ra cũng đang gặp sự cố rất là lớn, tại vì đối với những cái sự cấm vận bây giờ đó, kinh tế nước Nga sẽ rất là bất ổn. Thường sẽ chia sẻ thêm một lát nữa. Thì ngân hàng này đó có khả năng là sẽ phá sản. Ngay cả chúng ta thấy được là ngân hàng HSBC cũng đã nói là họ sẽ bắt đầu là rời khỏi nước Nga và không tiếp tục hoạt động ở nước Nga nữa, tại vì những cái lệnh cấm vận. Ngay cả những sàn chứng khoán như các bạn thấy là sàn NASDAQ và sàn Intercontinental Exchange, nghĩa là sàn mà đứng sau lưng NYSE đó, sàn New York cũng đã tạm ngưng cho những cái cổ phiếu của nước Nga giao dịch trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ. Những công ty làm xe lớn như là chúng ta nói tới công ty GM, General Motors, hay là công ty Daimler Truck, những công ty mà đứng sau những cái nhãn hiệu lớn như là Mercedes, chúng ta nói tới những công ty như là Volkswagen, thì tất cả những công ty này đã đều nói là tạm thời hạn chế hay là ngừng xuất khẩu xe gửi tới nước Nga để mà bán. Và ngay cả chúng ta thấy được là công ty Singapore đó, như là công ty Ocean Network Express, đây là công ty mà cho các bạn ký gửi hàng mà chuyển qua đường biển đó, thì cũng đã nói là hiện bây giờ họ sẽ ngưng không tiếp tục phục vụ những công ty của nước Nga nữa. Và ngay cả một công ty tương tự Musk thì cũng có cái suy nghĩ như vậy. Những cái hãng hàng không thì như thế nào? Các bạn thấy được là hãng hàng không của Delta của Hoa Kỳ, hay là hãng thông American Airlines của Hoa Kỳ, cũng như là United Airlines, thì cả ba hãng này đó đều đã ra cái quyết định là sẽ không bay qua cái vùng trời của nước Nga nữa. Và công ty Aircap Holdings, đây là một những công ty mà cho mướn máy bay đó, mà 5% của cái số máy bay họ cho mướn là ở nước Nga. Cùng với lại công ty khác làm cái việc tương tự là công ty BOC Aviation cũng đã nói là họ sẽ ngưng không phục vụ người nước Nga nữa. Và hiện bây giờ đó là hàng trăm những máy bay này là sẽ không tiếp tục phục vụ người Nga nữa. Và ngay cả Microsoft, các bạn đã thấy được là Microsoft nói tương tự như là Meta, tương tự như là chúng ta nói tới YouTube đó, là những cái truyền thông mà có cái sự quan hệ mật thiết với là chính phủ của nước Nga như là RT, thì những cái truyền thông đó đó sẽ bị giới hạn hay là sẽ bị loại bỏ ra khỏi cái Windows App, có nghĩa là cái chợ ứng dụng cũng giống như là Apple Store gì đó, và sẽ không có tiếp tục nhận những cái quảng cáo liên quan đến những cái đơn vị truyền thông của chính phủ của nước Nga nữa. Nhưng mà cái sự ảnh hưởng đến kinh tế nó không có ngừng ở đây. Các bạn đã thấy là cái đồng ruble đó, có nghĩa là đồng pháp định của nước Nga đã rớt 30% trong vòng một ngày so với đồng đô la, có nghĩa là bị mất giá 30%. Cuối cùng thì kết thúc ngày hôm nay đó là hồi lợi giảm 20%, nhưng mà từ đầu năm tới bây giờ đã giảm 28% rồi. Thêm vào đó nữa đó là vì lý do là cái đồng tiền của nước Nga giảm nhiều như vậy, cho nên nước Nga đã phải tăng cái phần trăm lãi suất lên. Các bạn thấy là chúng ta ở Hoa Kỳ nói tới tăng lãi suất 0,25, 0,5 mà mọi người tranh cãi nói là nhiều quá. Trong khi chúng ta thấy là lãi suất của nước Nga đó đã tăng đột ngột từ 9,5% lên tới 20%. Để làm gì? Để cho ổn định lại đồng ruble, nhưng mà đồng ruble đó vẫn đang trong tình trạng là rớt rất là thê thảm. Chứng khoán của nước Nga ngày hôm nay đã ngưng không mở cửa, tại vì họ nghĩ là mở cửa đó là sẽ toàn một màu đỏ, cho nên hôm nay thì chứng khoán của nước Nga không mở cửa. Thêm vào đó nữa là có rất nhiều những thông tin đó, như là người ta nói là người ta thấy nhiều những cái du thuyền, siêu du thuyền của những cái tỷ phú như người giàu của nước Nga đó thì đột ngột di chuyển qua những cái nơi khác. Tại vì sao? Tại vì họ sợ những cái chính phủ. Hiện bây giờ chúng ta đã nghe nói tới nước Anh, nước Hoa Kỳ, ngay cả những nước như là nước Canada cũng đã lên tiếng nói là họ sẽ đóng băng tất cả những tài sản của những cái người giàu có mà có liên quan đến chính phủ Nga, thì sẽ bị đóng băng hết tất cả tài sản mà điên trong đó có du thuyền. Cho nên bây giờ nhiều người nói là thấy có nhiều du thuyền họ di chuyển đột ngột, tại vì họ sợ bị đóng băng tất cả tài sản của họ. Cho nên chúng ta thấy được là cái sự trừng phạt kinh tế bây giờ đó ảnh hưởng rất là lớn. Các bạn có thể có một suy nghĩ liên quan tới cuộc chiến đang diễn ra như thế nào. Các bạn có thể cảm thấy được là bây giờ đó nhiều lợi thế nghiêng về nước Nga, nhưng mà về cái sự trừng phạt kinh tế thì các bạn đã thấy là ảnh hưởng rất nhiều. Tại vì chúng ta đã nói tới tuần vừa rồi đó, nhiều người hỏi là trừng phạt kinh tế như gì, có ảnh hưởng hay là không. Nhưng mà trong vòng vài ngày ngắn ngủi thôi, các bạn đã thấy là hàng loạt công ty rời khỏi nước Nga, không làm việc với người Nga nữa. Cái này đó không phải là chỉ riêng về việc là họ thích hay là không thích cuộc chiến này. Cái này là họ không rời khỏi cũng không được, tại vì họ không có cách nào để mà làm việc với những công ty nước Nga này hết. Tại vì các bạn đã thấy là bây giờ đó, Tổng thống Biden cũng đã lên tiếng cùng với lại nhiều lãnh đạo ở châu Âu, nói là sẽ cắt một số những ngân hàng nước Nga ra khỏi hệ thống SWIFT. Các bạn nên biết là hệ thống SWIFT đó là hệ thống truyền đạt thông tin giữa ngân hàng với nhau, bị cắt ra khỏi hệ thống SWIFT coi như là không làm gì được hết, không thể dùng để thanh toán, không thể dùng ngân hàng để mà di chuyển tiền, không có cách nào mà người ta làm ăn với những cái công ty ở nước Nga hết. Và rất là nhiều những cái tài sản của những người liên quan đến chính phủ Nga đó đã bị đóng băng khắp nơi. Cho tới thời điểm này thì nhiều người nói là trừng phạt kinh tế đó thì có thể là Tổng thống Vladimir Putin cũng chẳng quan tâm, tại vì cái mà ông ta muốn đó là không có liên quan đến tài chính. Nhưng mà cái mà chúng ta đang thấy đây đó là có thể cái sự áp lực sẽ đến từ chính người dân của nước Nga. Tại vì các bạn thấy là bây giờ đó rất nhiều người họ đang đứng chờ để mà rút tiền từ những cái máy ATM. Tại vì sao? Tại vì đó họ rất là lo sợ về tình hình tài chính bây giờ. Nhưng mà họ rút đồng ruble ra thì họ sẽ làm gì bây giờ? Các bạn thấy được là họ có thể làm gì với lại cái tiền pháp định của mình. Họ cầm trong tay thì nguy cơ tiếp tục lại giảm giá tiếp. Họ không thể bán cổ phiếu của mình, tại vì chúng ta thấy là thị trường chứng khoán cũng không có mở cửa ngày hôm nay. Thì họ lấy tiền ra để làm gì? Thường nghĩ là một trong những điều mà Thường muốn chia sẻ đây đó là chúng ta sẽ thấy dòng tiền mà đang đổ vào bây giờ đó chính là đến từ Nga và đến từ Ukraine. Và mọi người bây giờ đó Thường nghĩ là ai cũng đã hiểu được chúng ta thực sự cần một loại tài sản phi tập trung mà không bị bất cứ một chính phủ nào quản lý, có thể là đi xuyên quốc gia một cách dễ dàng và có thể là giữ giá được trong những thời điểm này. Đó chính là Bitcoin. Thường nghĩ Bitcoin là câu trả lời mà nhiều người đã nhận ra được. Cho nên sức mua bây giờ đã Thường nghĩ là đến từ Ukraine và nước Nga. Một trong những chứng đó là chúng ta thấy cuối tuần qua đó thì giá của BTC trên quốc tế là 39.000, nhưng mà giá Bitcoin ở nước Ukraine là tới 42.000, cho thấy là cái nhu cầu của người dân ở Ukraine rất là cao. Tại vì sao vậy? Tại vì họ cần Bitcoin để mà lưu trữ tài sản của mình và họ muốn rời khỏi nước Ukraine, tại vì họ đang chạy nạn hay gì đó, họ không muốn cầm theo tiền mặt của mình. Làm sao cầm theo đây? Và qua nước khác thì làm sao để mà xài? Cầm theo vàng thì làm sao có thể là ra khỏi cái biên giới được mà không bị tịch thu? Cho nên một trong những cách bây giờ đó chính là lưu trữ Bitcoin và rời khỏi quốc gia. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ, đó chính là một cái dự án có tên là Conflux. Thì đây là thông tin đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Conflux là một cái blockchain công khai cho phép kết nối cộng đồng và nền kinh tế châu Á và phương Tây để cho phép dòng tài sản dữ liệu an toàn xuyên biên giới. Giao thức vận dụng, giao thức Conflux nhanh chóng có thể mở rộng và tương thích với lại EVM, không tắc nghẽn và cái phí rất là thấp. Nói về mặt kỹ thuật đó thì thuật toán đồng thuận Tri-Graph, từ đội mới của Conflux có thể đánh bại các blockchain công khai khác ở ba khía cạnh. Một là khả năng mở rộng, hai là bảo mật và ba là cái tính phi tập trung. Thì Tri-Graph điều chỉnh mô hình dòng quay trực tiếp hay còn gọi là DAG để tất cả các khối được chia nhỏ, được đưa vào để tăng thông lượng. Trong quá trình thử nghiệm nội bộ đó thì TPS, nghĩa là cái số giao dịch trên một giây đó của Conflux, có thể đạt được cái mức là 3.000 cho đến 6.000 giao dịch và tối đa có thể lên tới 29.000 nếu như mà có đầy đủ các node. Một cái tính năng của mạng Conflux là cơ chế tài trợ giao dịch, trong đó đó có các bên thứ ba chẳng hạn như là quỹ Conflux, nhà tài trợ hoặc nhà phát triển dự án có thể tài trợ cho các hợp đồng thông minh để người dùng không phải lo lắng về việc họ không có bất kỳ token nào trong ví của họ. Cơ chế tài trợ cho phép người dùng tham gia nhanh hơn, trong khi giảm công sức học tập cho mọi người. Vào ngày 23 tháng 2 đó, thì mạng Conflux đã bắt đầu đợt Hard Fork Hydra đã giới thiệu nhiều tính năng cho Conflux. Chuỗi đồng thuận Proof of Stake cuối cùng và eSpace đó là một môi trường thực thi hợp đồng thông minh EVM. Chuỗi Proof of Stake sẽ hoạt động cùng với chuỗi Proof of Work chính và tăng cường đáng kể tính bảo mật của mạng và bảo vệ nó khỏi các cuộc tấn công 51% đã được thực hiện thành công trong một số lần trước đây chống lại các mạng POW khác. Với CIP90, Conflux sẽ giới thiệu một môi trường thực thi hợp đồng thông minh EVM hoàn toàn tương thích. Điều này đã sẽ cho phép các nhà phát triển triển khai và thực hiện các hợp đồng thông minh tương thích với lại EVM mà không có bất kỳ thay đổi bổ sung nào. Nó cũng sẽ cho phép các nhà phát triển sử dụng các công cụ hiện có từ hệ sinh thái của Ethereum, chẳng hạn như là thư viện, web3.js, ether.js v.v. và cái ví MetaMask, ví cứng v.v. và các công cụ dành cho những nhà phát triển chẳng hạn như là Remix, Hard Hat v.v. Và tại thời điểm này đó, Hard Fork Conflux đã được hoàn thành, có nghĩa là người dùng có thể stake token CFX của mình vào pool staking POS để kiếm tiền lãi. Và họ cũng hy vọng đó là có một cái mức API cao, và lúc này nếu như bạn quyết định stake vào pool Proof of Stake, vì CFX stake ngày càng ít thì mỗi người stake sẽ càng có cái cơ hội nhận lãi nhiều hơn. Bạn có thể truy cập nhóm cộng đồng Conflux Việt Nam tại cái link ở bên dưới cái video này, cũng như là có bất kỳ câu hỏi nào đó bạn cũng có thể truy cập vào kênh Telegram Việt Nam của Conflux. Những thông tin sẽ nằm bên dưới cái video này. Và chúng ta cũng có thể thấy đó là từ biểu đồ CFX vừa được bơm lên hơn 60% sau đợt hard fork, thì hard fork chỉ là cái bước khởi đầu để mà mạng Conflux phát triển mạnh mẽ. Họ đang mong đợi một hệ sinh thái thịnh vượng được xây dựng trên mạng Conflux, vì nó hiện đang chuyển thành một chuỗi công cộng hoàn toàn tương thích với lại EVM. Và những bên nào mà không rành thì EVM đó chính là Ethereum Virtual Machine với công nghệ sáng tạo và vững chắc. Như đã nói thì Conflux Network có thể cho thấy là có khả năng, có tiềm năng to lớn về tương lai và giá trị của nó. Bạn có thể kiểm tra market cap tại đây trên CoinMarketCap để xem các bạn có thể mua token CFX ở đâu và sang nào. Nếu như các bạn có hứng thú muốn tìm hiểu thêm nên thì những thông tin sẽ nằm bên dưới cái video này về việc liên quan tới bạn muốn tìm hiểu thêm với dự án, hay là bạn muốn mua và nắm giữ CFX để tham gia vào mạng Conflux, hay là tham gia vào staking để có thể tận hưởng API cao. Và đây chính là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay, Conflux Network. Thì đáng tiếc ở đây đó là trừng phạt kinh tế đó thì nhắm vào các lãnh đạo, nhưng mà người dân đó là người phải lãnh hậu quả. Một trong những cái người phóng viên đã lên tiếng cuối tuần này đó là đây là một phóng viên đang ở Moscow, thì người này nói đó là khi mà tới khách sạn đó thì thanh toán bình thường mà thôi, có nghĩa thường các bạn đặt cọc khách sạn, sau đó các bạn tới, xong rồi các bạn mới trả hết tiền. Nhưng mà khách sạn đó của Ralph Sanchez, đây là một trong những cái phóng viên đang ở Moscow hiện bây giờ, thì nhận được cú điện thoại từ khách sạn đó là yêu cầu thanh toán hóa đơn sớm, vì khách sạn không chắc chắn là thẻ tín dụng của người này có hoạt động được hay là không khi mà lệnh trừng phạt SWIFT có hiệu lực. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết là cắt bỏ một số ngân hàng ra khỏi hệ thống SWIFT. Thì những ngân hàng này, những ngân hàng nào ở nước Nga chúng ta vẫn chưa có rõ, nhưng mà thường thì cho là họ có thể bắt đầu từ những ngân hàng nhỏ trước để cho nước Nga thực sự là hiểu được các điện thoại SWIFT đó là ảnh hưởng lớn như thế nào, không thể làm việc với rất nhiều quốc gia trên thế giới. Rồi nếu như mà không được thì mới bắt đầu cắt những ngân hàng lớn hơn, chứ còn các điện thoại SWIFT đột ngột như vậy đó, sự ảnh hưởng sẽ rất là lớn luôn. Và bây giờ đó các bạn thấy được là nhiều người nói là họ rời khỏi nước Ukraine tại vì họ lo sợ chiến tranh đó, thì một số người đó họ đã đến những nước như là Kazakhstan và họ phải rời để rất là gấp gáp. Thậm chí các bạn nhìn những cái hình ảnh đó, họ chỉ có thể lấy theo một cái ba lô mà thôi để mà đi, không thể đựng được nhiều đồ, và tất cả tiền trong ngân hàng họ cũng không có đem đi được, coi như là hiện bây giờ họ không thể nào lấy cái số tiền đó. Và tới ngân hàng lấy đó, trước khi đi đó thì chỉ lấy được một số tiền nhỏ mà thôi, tại vì ngân hàng bây giờ đã đang hạn chế cho người dân của Ukraine rút tiền, họ không muốn tiền tẩu tán ở nước ngoài. Và các bạn thấy là crypto đó, người này nói là cái tiền duy nhất mà họ vẫn còn. Và hôm nay họ có thể nói là Bitcoin, Ethereum, nhưng mà người này nói là NFT không biết tại sao đã cứu mạng tôi. Còn một điều nữa mà Thuận quên chia sẻ với các bạn đó là nhiều người nói nếu như mà cứ tiếp tục thấy cái tình hình mà nhiều người chạy đến ngân hàng của nước Nga để rút tiền thì có thể dẫn đến là nhiều ngân hàng sẽ bị sập ở nước Nga. Chúng ta cũng không hy vọng điều đó xảy ra, nhưng mà đó là cái sự ảnh hưởng đến từ cấm vận kinh tế, đến từ cắt bỏ nước Nga ra khỏi hệ thống SWIFT, gây ra cái sự lo lắng rất nhiều đến từ những cái người dân của nước Nga. Và có thể là Tổng thống Vladimir Putin không có quan tâm đến những cái cấm vận này, nhưng mà chúng ta thấy được người dân đã thực sự rất là ảnh hưởng. Và tôi nghĩ chiến lược bây giờ đó là gây ra cái áp lực cho người dân, để người dân gây áp lực đối với chính phủ của nước Nga, cũng như là các bạn thấy là nhiều người giàu có quan hệ mật thiết với chính phủ Nga bây giờ đã cũng đã bị tịch thu rất là nhiều tài sản. Hiện bây giờ họ cũng sẽ là những người mà gây áp lực đối với lại Tổng thống Vladimir Putin, nhiều người nói là như vậy, thì có thể là cái sức ảnh hưởng sẽ có nếu như cứ tiếp tục một thời gian dài như vậy. Nói riêng về crypto đó thì chúng ta thấy được là ngày hôm nay đó thì chính quyền Biden đang yêu cầu các sàn giao dịch crypto rồi giúp đóng băng tài khoản cá nhân và tổ chức của nước Nga. Cũng như là cuối tuần qua đó chúng ta cũng thấy là phó thủ tướng của nước Ukraine cũng đã lên tiếng kêu gọi điều tương tự, nhưng mà cái khác biệt đó là chính quyền của Tổng thống Joe Biden thì kêu gọi là giúp đóng băng những tài khoản và cá nhân và tổ chức liên quan đến chính phủ của nước Nga. Còn phó thủ tướng của nước Ukraine thì nói là kêu gọi là đóng băng hết tất cả những tài khoản của những người dùng ở nước Nga. Thì điều này cũng là làm cho nhiều người khá là phẫn nộ, nói là cái việc chiến tranh giữa hai quốc gia đó thì tại sao lại bắt đóng băng hết tất cả những cái tài sản của những người mà có chương mục ở trên những cái sàn giao dịch crypto, họ đâu có làm gì sai đâu, tại sao lại đóng băng tài sản của họ. Cho nên nhiều người đã không chấp nhận cái đề nghị này của phó thủ tướng của nước Ukraine. Nhưng mà những cái sàn giao dịch lớn của Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng, trong đó chúng ta có sàn Coinbase, chúng ta có sàn Kraken, chúng ta có ngay cả sàn lớn quốc tế như là Binance cũng đã lên tiếng ngày hôm nay, và họ nói là họ sẽ chấp nhận cái yêu cầu là đóng băng những tài khoản của những cá nhân và tổ chức mà đã lên danh sách là liên quan đến chính phủ của nước Nga. Họ sẽ tuân thủ theo cái luật đó, nhưng mà nếu như mà bắt họ đóng băng hết tất cả những tài khoản của những người ở nước Nga thì họ sẽ không làm điều đó, tại vì không có lý do gì những gì đang xảy ra về phương diện chính trị mà người dân phải trả giá hết. Cho nên những cái sàn lớn ở Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng là họ sẽ không làm điều đó, họ chỉ hỗ trợ những cá nhân và tổ chức liên quan đến chính phủ Nga mà thôi. Đây là những thông tin mới nhất mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Ngay cả FTX cũng như vậy, FTX nói là họ không có bất cứ một cái đối tác ngân hàng nước Nga nào. Nhưng mà nếu như mà có một ai đó nằm trong danh sách mà bị trừng phạt kinh tế đó thì họ sẽ hỗ trợ để mà đóng băng tài khoản đó. Nhưng mà nếu như mà nói mà đóng băng hết tất cả những người Nga thì họ sẽ không đồng ý, cũng như là sàn Coinbase, cũng như là sàn Binance và sàn Kraken. Và ngay cả Elon Musk cũng có mặt trong một sự kiện này. Các bạn thấy được là phó thủ tướng của nước Ukraine đó thì kêu gọi là Elon Musk đó hỗ trợ cung cấp dịch vụ Internet cho người Ukraine trong cái thời điểm này. Và các bạn có thể biết là một trong những cái project của Elon Musk đó, cho chính là Starlink. Thì Starlink là một cái dự án mà cung cấp Internet qua vệ tinh, hiểu đơn giản là như vậy. Thì Elon Musk cũng đã trả lời sau 10 tiếng đồng hồ nói là sẽ có Starlink để mà cung cấp Internet qua vệ tinh ở nước Ukraine. Và sau đó một ngày thì các bạn thấy được là những cái terminal cũng đã đến được Ukraine. Và đây là những cái thông tin mới nhất mà Thuận muốn cập nhật với các bạn về tình hình liên quan tới Nga và Ukraine về cái phương diện tài chính mà thôi. Nói về dầu đó thì vẫn còn cao. Các bạn thấy hợp đồng dầu bây giờ đó là 96 đồng 51 cent cho một thùng dầu, coi như cũng đã cao rồi. Thuận không nhớ là cái hợp đồng này đã từng tăng lên tới mức 100 gần đây. Để Thuận bấm vào để xem coi là trong cái thời gian là một tuần qua đi thì có cái dấu hiệu là hợp đồng vàng tăng lên tới 100 chưa. Cái mức cao nhất đó là cái mức khoảng chừng là 98 đô. Cách đây khoảng chừng 4 ngày vẫn chưa tới 100 đô. Và đây là cái hợp đồng WTI Crude Oil. Và nếu như mà chúng ta nói tới vàng đó, hợp đồng vàng bây giờ ra sao thì các bạn sẽ thấy được vàng bây giờ đó thì hôm nay cũng xanh một chút, tăng 0,29% ở mức là 1.906 đô cho một ounce vàng. Và hợp đồng này đó đã có lúc lên tới 2.000 đô chưa. Thì thường trở lại để mà xem coi là trong vòng 5 ngày qua thì hợp đồng vàng như thế nào. Thì câu trả lời là vẫn chưa. Hợp đồng này cái mức cao nhất là khoảng 1947 đô, sau đó lại rớt trở xuống cái mức hiện tại là 1900 đô mà thôi. Còn về hôm nay đó chúng ta cũng đã thấy là giá cả tăng như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều lệnh short bị thanh lý. Và các bạn đã thấy trong vòng 24 giờ qua đó có 317 triệu đô la lệnh short bị thanh lý. Thì con số này thực ra cũng không có nhiều, con số này nhiều là phải hơn gấp 4 lần thì mới coi là nhiều. Nhưng mà nếu như các bạn nhìn trong vòng 4 giờ qua thì các bạn sẽ thấy là phần lớn là 62% là lệnh short bị thanh lý đến từ những sàn lớn như là Binance, Bybit. Và bên dưới này đó là cái biểu đồ thanh lý. Mỗi một thanh này là 30 phút và thời gian gần nhất các bạn thấy là có rất nhiều thanh màu đỏ, có nghĩa là lệnh short bị thanh lý. Và trước đó đó ngày hôm qua là lệnh long bị thanh lý. Các bạn thấy được cả hai đều bị thanh lý, nhưng mà hôm nay rất nhiều lệnh short đã bị thanh lý. Và một điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn đó, nếu như mà các bạn trở lại đọc những comment hồi tuần vừa rồi ngày thứ Năm hay thứ Sáu đó, các bạn đọc những comment bên dưới video thường chia sẻ những cái bài đăng ở trên những mạng xã hội như là Twitter, Facebook và Telegram đó, các bạn sẽ thấy được rất nhiều người chắc chắn là giá sẽ đi xuống. Lúc đó các bạn thấy đã đột ngột giá đi từ 39.000 xuống còn có 34.000 mà thôi, và kế tiếp đi xuống khoảng chừng là 33.000 thì nhiều người nói là giá chắc chắn sẽ xuống dưới 30.000, nhiều người kêu gọi cho 28.000, 25.000. Thì các bạn đã thấy là cuối cùng như thế nào? Cuối cùng giá bật ngược trở lên ở mức là 43.100 đô ngày hôm nay. Điều mình thường muốn chia sẻ ở đây đó là các bạn sẽ thấy lúc nào cũng vậy, mọi người sẽ quá lạc quan hơn là sự thật và quá bi quan hơn là sự thật. Có nghĩa là sự thật đó sẽ nằm chính giữa chứ không có lạc quan như mọi người nghĩ hay là bi quan như mọi người nghĩ đâu. Nhưng mà rất nhiều người đã chắc chắn là giá sẽ xuống, hay là ngược lại khi mà giá tăng nhiều nó đã chắc chắn giá sẽ tiếp tục tăng nữa. Cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là chúng ta không có gì là chắc chắn hết. Cái mà thường chia sẻ với các bạn trước khi mà có những cái sự kiện xảy ra đó, những gì mà thường chia sẻ đó chính là những gì đã xảy ra trước đây, những cái đợt chiến tranh trước đây đó thì thị trường chứng khoán phản ứng như thế nào, những cái đợt mà tăng lãi suất trước đây đó thì giá cả của BTC phản ứng như thế nào. Thường chia sẻ những thông tin này với các bạn để các bạn có thêm tài liệu, có thêm một cái góc nhìn cũng như là củng cố thêm cái sự suy nghĩ các bạn về tương lai sẽ ra sao. Và điều quan trọng hơn hết đó, chính là lòng tin. Thì nhiều bạn thường hay comment nói là Thuận cứ chia sẻ mấy thông tin trở lại hồi xưa hoài, sao Thuận không nói tới tương lai đi. Cái mà các bạn cần phải nên biết ở đây đó là càng nhìn vào quá khứ sẽ càng thấy được tương lai. Cái đó là cái mà Thuận rất là muốn chia sẻ với bạn hàng ngày luôn, để các bạn có thể nhìn lại là trước đây những cái sự kiện nó xảy ra như thế nào thì sau này đây những sự kiện tương tự cũng sẽ xảy ra, và phản ứng của con người cũng sẽ như vậy. Chúng ta không thể nào biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai chuyện gì cũng có thể xảy ra, chiến tranh có thể bùng nổ lớn hơn nữa, hay là ngày mai các bạn thức dậy mọi thứ đã ổn trở lại và hai bên bắt tay làm hòa, chúng ta hoàn toàn không biết được. Nhưng mà cái mà Thường có thể nói với các bạn là bây giờ 10 năm sau, 100 năm sau sự kiện sẽ thay đổi, nhưng mà cái không thay đổi đó chính là cái tâm lý của những nhà đầu tư. Lúc nào họ cũng sẽ hoảng sợ quá hay là họ cũng lạc quan quá, cho nên đó là điều mà các bạn cần phải biết ở đây. Và không có gì chắc chắn hết, cho nên chúng ta cũng cần phải nhìn vào nhiều góc cạnh và chuẩn bị cho tất cả mọi trường hợp. Và cái mà quan trọng hơn đó là các bạn cần phải có một cái lập luận đầu tư, có nghĩa là các bạn nghĩ là tương lai sẽ như thế nào và các bạn cần cái lập luận đầu tư đó để mà củng cố lòng tin của mình. Chứ nếu như không đó, những lúc mà mọi người hoảng sợ các bạn cũng sẽ hoảng sợ. Các bạn thấy được là không phải là lúc nào chúng ta cũng nói là HODL hay là chúng ta lúc nào cũng nói là Diamond Hand. HODL hay Diamond Hand đó, nhiều bạn thường hay hiểu sai cái ý nghĩa. Đối với Thuận, HODL hay Diamond Hand đó là không phải là bán tháo khi mọi người bán tháo, đó chính là cái ý nghĩa của cái đó. Chứ còn các bạn thấy được là bản thân Thuận và nhiều bạn thì vẫn chốt lời như bình thường mà thôi. Cái vấn đề là cái lòng tin ở trong thị trường này đó hoàn toàn không có thay đổi, miễn là các bạn có lòng tin, miễn là những gì xảy ra đó không có làm thay đổi cái sự hiểu biết của các bạn về tương lai của thị trường như thế nào, miễn là những cái lý do tại sao các bạn tham gia vào vẫn còn giữ nguyên ở đó, là các bạn thích tham gia vào thị trường này tại vì các bạn tin tưởng Bitcoin là vàng điện tử, các bạn thích tham gia thị trường này, các bạn nghĩ là Ethereum và những nền tảng smart contract sẽ là tương lai, sẽ vận hành cả thế giới này. Đó là những cái lập luận đầu tư của các bạn, miễn là những điều đó không thay đổi. Cho dù chuyện gì xảy ra đây nữa, cho dù là Fed ngày mai tăng lãi suất lên 7%, 10%, hay là ngày mai chúng ta thấy chiến tranh lớn hơn xảy ra, thì những cái đó có thay đổi lập luận của bạn về tương lai, cách nhìn của bạn như thế nào hay không. Nếu như mà chưa thay đổi gì hết, tất cả cũng như cũ, thì tại sao các bạn lại thay đổi cái suy nghĩ của mình về việc bán hay là mua ở thời điểm này dựa theo những cái thông tin mà nó thay đổi liên tục theo thời gian khi mà một sự kiện xảy ra như vậy? Đó là điều mà các bạn cần nên phải suy nghĩ đến. Đầu tư mà không có lòng tin thì các bạn sẽ khó có thể đi theo thị trường này con đường dài, tại vì những bạn nào mà theo dõi kênh ít nhất là 2 năm đã thấy là thị trường này nó lên xuống như thế nào, và đây không phải là lần cuối cùng đâu, chúng ta còn sẽ có nhiều lần tương tự như vậy nữa. Có thể là chúng ta thấy giá BTC lên cái mức cao hơn thì cái sự dao động nó còn mạnh hơn nữa. Một ngày đâu đó các bạn thấy được là giá BTC 100.000, 200.000 thì có thể là một ngày giá BTC đi từ cái mức là 200.000 đô rớt xuống còn 150.000 đô. Đó là điều chúng ta sẽ thấy trong tương lai. Các bạn có thể cảm thấy được là làm gì có chuyện đó, nhưng mà các bạn nhìn cái sự lên xuống của giá BTC bây giờ đi, một ngày có thể lên xuống 5.000 đô. Trong khi mà các bạn có biết 5.000 đô là cả toàn bộ lịch sử của giá BTC năm 2020 hay là không. Lúc đó giá BTC có 5.000 đô mà thôi. Các bạn thì được là tổng số giá BTC năm 2020 cũng không bằng một cái ngọn nến ngày bây giờ. Thì chúng ta đã thấy sau này sẽ như thế nào. Sau này các bạn thấy được giá BTC là 40-50.000 thời điểm này, thì sau này một ngọn nến ngày thôi cũng có thể là bằng cả cái mức giá bây giờ. Cho nên các bạn không cần phải chuẩn bị sẵn cái tâm lý đó. Sự dao động là sẽ có với một cái loại tài sản mới. Chúng ta nhìn vào lịch sử đó, khi mà Internet mới ra đời, các bạn sẽ thấy là những cái công ty, nhìn vào Amazon đi, bây giờ ai cũng biết Amazon là công ty lớn, nhưng mà các bạn cứ lên Google tìm lịch sử giá của Amazon, các bạn thấy được là Amazon nhiều khi xuống tới 80% luôn. Lúc đó ai cũng nghĩ Amazon coi như xong rồi, cuối cùng như thế nào? Thì lúc đó những công ty tương tự các bạn cũng thấy là khi mà vốn hóa nhỏ thị trường mới thì nó sẽ đi lên đi xuống rất là mạnh. Nhưng mà cái mà chúng ta quan tâm ở đây đó là dài hạn như thế nào. Thôi thì đương nhiên vẫn tiếp tục có lòng tin là BTC sẽ là tài sản lưu trữ giá trị lâu dài, là một loại vàng điện tử, là một tài sản mà sẽ rất được nhiều người săn đón trong tương lai tới đây, và có thể đạt được cái số vốn hóa của thị trường vàng đã chỉ là bắt đầu mà thôi. Thuận vẫn có lòng tin là BTC tổng số vốn hóa còn hơn cả thị trường vàng nữa, đó là lòng tin của Thuận. Và đương nhiên nếu như mà chúng ta muốn đi cùng thị trường trong thời gian dài thì các bạn cần phải có những cái cách quản lý rủi ro mà Thuận đã từng chia sẻ những cái video trước đây về cái việc liên quan đến chốt lời rồi. Chốt lời không phải là các bạn không còn tin thị trường này nữa, chốt lời chỉ là các bạn quản lý rủi ro mà thôi. Thuận lúc nào cũng sẽ giữ một số lượng lớn tài sản trong thị trường này, đây là điều mà nhiều bạn cũng đã biết rồi. Và hôm nay chúng ta cũng có một số những cái thông tin riêng về crypto Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất là chúng ta thấy được là eBay, CEO đó đã nói là eBay đang rất nghiêm túc xem xét về việc thanh toán bằng crypto. Khi bây giờ đó thì trên eBay đó các bạn có thể là kết nối cái ví Apple hay là cái ví Thuận nhớ là Google Pay để mà thanh toán khi các bạn mua đồ trên eBay. Nhưng mà nếu như nói là dùng crypto trực tiếp thì vẫn chưa có được. Nhưng mà eBay CEO nói là đang rất nghiêm túc xem xét việc thanh toán bằng crypto. Có thể nói được là bây giờ crypto các bạn có thể dùng để mua rất nhiều thứ. Cho nên nhiều người trước đây thì nói là crypto mua được gì? Thật ra mua được rất là nhiều thứ. Các bạn mua nhà cũng được, mua xe cũng được, và sau này mua đồ trên eBay cũng được luôn. Và đầu tuần thì chúng ta sẽ nói tới cái số lượng tiền nạp vào và rút ra đến từ những tổ chức đầu tư như là Grayscale, CoinShare, CoinShare 3IQ, 21Share, Purpose. Đây những cái công ty mà chúng ta thấy là tuần vừa rồi đã tiếp tục là một tuần mà có cái số lượng tiền nạp vào trong thị trường này. Tổng cộng là 36 triệu trong vòng tuần vừa rồi. Đây là tuần thứ 6 liên tục có tiền nạp vào trong thị trường này. Thì cái số lượng tiền này đó, 36 triệu này đó thì đi vào những cái đồng nào? Các bạn thấy được là đồng mà có nhiều tiền vào nhất tuần vừa rồi đó chính là Bitcoin 17,3 triệu, Ethereum thì có 4,2 triệu, còn 14 triệu này đó là cái quỹ hỗn hợp của nhiều đồng trong đó. Còn lại thì các bạn thấy được là hầu như là đồng BNB, đồng Litecoin, Solana, Polkadot, Cardano và Ripple đều thấy là tiền được rút ra chứ không phải là nạp vào thêm đến từ những tổ chức đầu tư. Có thể nói là những lúc như thế này đó các bạn sẽ thấy là mọi người nếu như nói là tin tưởng những lúc bất ổn đó thì mọi người đều tiếp tục đặt lòng tin vào Bitcoin và Ethereum, và chúng ta có thể thấy đây cũng là một dẫn chứng. Và đây là cái thông tin cuối cùng mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Các bạn có những cái cảm nghĩ gì hãy comment ở bên dưới cái video này và Thuận sẽ tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin với các bạn. Và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng Thuận Capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này. Các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia thông qua link của Thuận Capital cho những sàn như là sàn Bybit, sàn Netflix, sàn Binance, sàn Fashion Moon XBT, sàn FTX. Trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch, hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này. Và những bên nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US. Những bên nào mà thích gửi tiền kỹ thuật số để mà lấy lãi hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi. Và đương nhiên CryptoCoin, ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.